vì được chứng kiến sự chuyển biến, sự thành công cũng như là những nỗ lực, những cố gắng của tất cả các thành viên, học viên của chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 đội cùng tham gia thử thách bài thi của chúng ta. Đội đầu tiên xin mời đội Tô Lâm Phong. Thank you.
Thank you.
chúng ta sẽ được phát live stream trên 80.000 người thuê bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài di chuyển của đội Easy. Thank you.
Ah!
đi.